Sau 9 năm khi quay trở lại cùng với tất cả mọi người thì Hoa hậu các dân tộc Việt Nam đã khoác lên mình một màu áo mới. Màu áo đó chắc chắn phải là một màu áo rất quen thuộc của bản sắc văn hóa dân tộc, nhưng cũng sẽ là một màu áo rất đặc biệt khi hướng ra thế giới, là một bộ trang phục cực kỳ thời trang để cô gái dân tộc của chúng ta có thể sánh vai với tất cả những người đẹp khác trên toàn thế giới. Như tất cả mọi người đều biết, năm nay khi quay trở lại thì Hoa hậu các dân tộc Việt Nam năm 2022 mang một chủ đề mới, đó chính là những đóa hoa nắng mai. Như quý vị cũng thấy là trong rất là nhiều những đấu trường sắc đẹp khác, chúng ta thấy là hình như vẻ đẹp Việt Nam đang được tôn vinh ở mức độ rất đặc biệt. Đó là một siêu anh hùng, đó là một chiến binh, đó là những người vô cùng mạnh mẽ, vô cùng ấn tượng, vô cùng cá tính. Tôi lại nghĩ đến một điều khác. Có lẽ một cái nét đẹp mà khiến cho chúng ta lúc nào cũng phải ngẩn ngơ thì nét đẹp đó phải bao gồm sự chân thật, sự tự nhiên và đặc biệt là mang bản sắc riêng của mình. Và chính điều đó chúng tôi rất là mong muốn mỗi cô gái tham dự vào chương trình Hoa hậu các dân tộc Việt Nam năm 2022 chỉ như những đóa hoa mà thôi. Những đóa hoa xung quanh chúng ta để làm cho cuộc sống tươi đẹp hơn. Đóa hoa tượng trưng cho thanh xuân, tượng trưng cho những điều tươi đẹp nhất của cuộc sống. Và 54 dân tộc đó chính là 54 đóa hoa khác nhau của một vườn hoa đầy sắc màu đáng tự hào của đất nước Việt Nam. Và ánh nắng mai, ánh nắng của một ngày mới, một thời kỳ mới, nó cũng là ánh sáng của tri thức, nó cũng là nguồn năng lượng tích cực mà những cô gái này sẽ mang đến cho cuộc sống. Một nét đẹp nhẹ nhàng, tươi mới, thân thiện và mang đến sự lan tỏa ấm áp thì tại sao lại không phải là Hoa hậu các dân tộc Việt Nam? Việc lựa chọn các thành viên của ban giám khảo cầm cân nảy mực cho cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam năm 2022 là một trong những điều vô cùng quan trọng của ban tổ chức, bởi vì tính chất của từng thành viên ban giám khảo sẽ quyết định họ đến đây để tìm kiếm điều gì từ các cô gái. Và chính từ chất lượng này, chúng tôi có thể có niềm tin ngay từ ban đầu về chất lượng cuộc thi cũng như là chất lượng của cô nàng Hoa hậu mà chúng tôi đang cùng tìm kiếm.